lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Dậu 1969 thần tài ưu ái, giàu lên nhanh chóng, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Kỷ Dậu đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Kỷ Dậu, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Kỷ Dậu nên trân trọng và biết ơn điều đó, nhưng Kỷ Dậu cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Kỷ Dậu không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Kỷ Dậu. Không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Kỷ Dậu. Vì thế, nếu sau này người Kỷ Dậu yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Kỷ Dậu có thể đặt niềm tin, Kỷ Dậu cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Kỷ Dậu đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Kỷ Dậu chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Kỷ Dậu. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Kỷ Dậu. Nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Kỷ Dậu, Kỷ Dậu hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Kỷ Dậu lắng lại, rồi nỗi đau của Kỷ Dậu cũng sẽ dần biến mất. Kỷ Dậu đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Kỷ Dậu có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Kỷ Dậu có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Kỷ Dậu không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Kỷ Dậu tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Kỷ Dậu. Hãy nhớ điều này, nếu không Kỷ Dậu sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Kỷ Dậu ít khi gặp mọi người, nhưng Kỷ Dậu hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Kỷ Dậu hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Kỷ Dậu đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kỷ Dậu hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Kỷ Dậu nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Kỷ Dậu, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Kỷ Dậu phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Dậu 1969, thần tài ưu ái, giàu lên nhanh chóng, đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn, luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Kỷ Dậu được xa hơn, để bản mệnh Kỷ Dậu có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Kỷ Dậu hoan hỉ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Kỷ Dậu, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Kỷ Dậu sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Kỷ Dậu tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Kỷ Dậu cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Kỷ Dậu cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất về tuổi Kỷ Dậu tháng 3 âm lịch năm 2024, Kỷ Dậu cần lưu ý rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để mơ mộng quá cao siêu hay đặt ra những mục tiêu không thực tế. Việc này có thể khiến Kỷ Dậu mất tập trung và bỏ qua những việc quan trọng ở hiện tại. Thay vào đó, Kỷ Dậu nên tập trung vào việc hoàn thành tốt những công việc cá nhân, giải quyết những vấn đề còn dang dở, để có một tâm trạng thoải mái và an yên. Mặc dù Kỷ Dậu được biết đến là người thông minh và sáng tạo, nhưng trong tháng này Kỷ Dậu dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực từ bên ngoài, làm cho Kỷ Dậu mất tự tin và khó đưa ra được những quyết định chính xác. Do đó, Kỷ Dậu cần cẩn thận khi lựa chọn địa điểm và môi trường làm việc, tránh những nơi ồn ào hay có nhiều xung đột. Hơn nữa, việc lắng nghe ý kiến của người khác cũng sẽ giúp Kỷ Dậu có tầm nhìn rộng hơn
và lên kế hoạch tỉ mỉ cho những việc cần làm. Một điểm may mắn cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2024 là sự xuất hiện của tử vi cát tinh, mang lại tài lộc vượng phát. Điều này là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của Kỷ Dậu trong quá khứ. Do đó, Kỷ Dậu nên biết ơn và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý, không nên hoang phí hay đầu tư vào những việc không chắc chắn. Ngoài ra, thương quan cũng xuất hiện trong tháng này để nhắc nhở Kỷ Dậu về việc chú ý đến sức khỏe và tâm lý của mình. Có thể Kỷ Dậu không để ý, nhưng hầu hết chúng ta đều có một vấn đề tâm lý nào đó ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chúng ta. Do đó, Kỷ Dậu nên dành thời gian cho bản thân, làm những việc mình yêu thích, chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè để có thể giải tỏa căng thẳng và lo âu. Trong tháng này, Kỷ Dậu có xu hướng muốn kiểm soát mọi việc và lên tiếng quyết liệt. Điều này là một thế mạnh của Kỷ Dậu. Nhưng nếu lạm dụng quá mức sẽ gây ra những rắc rối cho bản thân và làm hỏng mối quan hệ với đồng nghiệp. Do đó, Kỷ Dậu nên biết điều chỉnh hành vi của mình, học cách linh hoạt và hợp tác với người khác để có thể tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả. Bản mệnh Kỷ Dậu có nhiều điểm sáng trong tháng 3 âm lịch này, nhất là về mặt tài lộc. Đây là kết quả của những nỗ lực và cố gắng trong những tháng trước. Với vận trình tài lộc tăng tiến, tuổi Kỷ Dậu sẽ có thêm động lực và tự tin để phát triển bản thân và công việc. Theo tử vi các tinh, tuổi Kỷ Dậu có khả năng thu hút nhiều tài lộc về mình trong thời gian này. Bản mệnh có tài năng kiếm tiền, có được thu nhập cao từ nhiều nguồn, nhưng không quá tham lam và biết chi tiêu hợp lý. Kỷ Dậu cũng có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ người thân để mua nhà, mua đất, đầu tư kinh doanh. Đây là điều may mắn và Kỷ Dậu nên biết ơn những người đã giúp đỡ Kỷ Dậu. Ngoài ra, tuổi Kỷ Dậu cũng có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, đặc biệt là những ai đang khởi nghiệp, Kỷ Dậu sẽ có được sự ủng hộ từ những người có chung quan điểm và mục tiêu với Kỷ Dậu, giúp Kỷ Dậu vượt qua những khó khăn và thách thức. Kỷ Dậu cũng sẽ có được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp, tạo cho Kỷ Dậu cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, Kỷ Dậu cũng cần chú ý một số điểm sau để tránh gặp rắc rối trong tháng 3 âm lịch năm 2024, không nên quá căng thẳng hoặc lo lắng về công việc hoặc gia đình, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tâm lý, không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hoặc những thông tin không rõ ràng, có thể bị lừa đảo hoặc mất mát, không nên quá tự cao hoặc kiêu ngạo với người khác, có thể gây mất lòng hoặc xung đột. Nếu Kỷ Dậu biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, biết giữ gìn sức khỏe và tinh thần, biết lắng nghe và tôn trọng người khác, thì bản mệnh Kỷ Dậu sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 thành công và hạnh phúc. Luận tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu có thể gặp phải nhiều khó khăn trong việc duy trì sức khỏe trong tháng này. Kỷ Dậu có thể bị mất cân bằng về tinh thần và thể chất, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của Kỷ Dậu mà còn làm giảm hiệu suất công việc. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do Kỷ Dậu không có được giấc ngủ ngon và đủ giấc. Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để tái tạo năng lượng và phục hồi sức khỏe cho cơ thể. Tuy nhiên, do áp lực công việc, gia đình hay xã hội, Kỷ Dậu không thể ngủ sớm hoặc ngủ yên. Điều này khiến cho Kỷ Dậu luôn cảm thấy mệt mỏi và thiếu tập trung. Ngoài ra, do hệ miễn dịch của Kỷ Dậu yếu đi, Kỷ Dậu cũng rất dễ bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm như cúm, cảm lạnh, viêm họng, viêm phổi. Những bệnh này không chỉ làm Kỷ Dậu khó chịu và đau đớn mà còn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, để cải thiện sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2024, Kỷ Dậu nên áp dụng những phương pháp sau đây. Chăm sóc giấc ngủ, Kỷ Dậu nên có một lịch trình ngủ nghỉ rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt. Kỷ Dậu nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Kỷ Dậu nên tránh xem điện thoại, máy tính hay TV trước khi đi ngủ ít nhất là một giờ. Kỷ Dậu cũng nên tạo cho mình một không gian ngủ thoải mái, yên tĩnh, tối và mát mẻ. Kỷ Dậu nên ngủ ít nhất là 7-8 giờ mỗi đêm để cơ thể có thể nghỉ ngơi và phục hồi. Điều chỉnh lối sống lành mạnh, Kỷ Dậu nên ăn uống đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng, tránh ăn quá nhiều đồ chiên rán, ngọt, béo hay các thực phẩm có chứa chất bảo quản. Phẩm màu, Kỷ Dậu cũng nên uống đủ nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít. Ngoài ra, Kỷ Dậu nên tập thể dục thường xuyên, ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Kỷ Dậu có thể chọn các hoạt động thể chất phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga, aerobic. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Tìm kiếm sự hỗ trợ, Kỷ Dậu không nên giấu kín hay chịu đựng một mình những vấn đề về tinh thần hay sức khỏe của mình. Kỷ Dậu nên chia sẻ cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay chuyên gia tâm lý để được lắng nghe, động viên và giải quyết. Kỷ Dậu cũng nên dành thời gian cho những sở thích, niềm vui và đam mê của mình như đọc sách, nghe nhạc,
xem phim, du lịch. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu cảm thấy hạnh phúc và tích cực hơn. Bản mệnh Kỷ Dậu có thể vượt qua những khó khăn về sức khỏe trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Nếu Kỷ Dậu biết cách chăm sóc bản thân và áp dụng những phương pháp cải thiện sức khỏe hiệu quả, chúc Kỷ Dậu luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Kỷ Dậu. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bạn Kỷ Dậu sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Dậu cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 4 năm 2024, trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu không lý tưởng, nhiều biến động, cơ thể xuất hiện khá nhiều dấu hiệu lạ, nên đi khám sớm để kịp thời chữa trị. Theo phân tích từ tử vi, Nguyệt Mã chủ đau ốm, hao tổn về tinh thần sẽ khiến bản mệnh liên tục chìm đắm trong những suy nghĩ bế tắc, tự tạo áp lực cho mình, sức khỏe vì thế mà cũng giảm sút trông thấy, đây là điều cần phải chú ý và chăm sóc tốt hơn cho bản thân. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ, té ngã, do có nhiều sát tinh xung chiếu, điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và thận trọng trong mọi hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, việc chú trọng dưỡng sinh tinh thần cũng rất quan trọng để phòng bệnh cũ tái phát. Chỉ khi tư tưởng ổn định, yên tĩnh, không tham vọng bậy bạ, thì chân khí trong người hòa thuận, tinh thần có thu mà không hao tán, bệnh tật không có ngõ nào để xâm nhập được. Hãy dành thời gian cho bản thân và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Xem vận trình tháng, trong khoảng thời gian này người tuổi Kỷ Dậu không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, thực thần độ mệnh. Thần tài luôn ở bên che chở, lộc trời cho thoải mái mà hưởng, điều này đem lại sự an tâm về mặt tài chính và khích lệ tinh thần. Những người làm công ăn lương thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Điều này là cơ hội để phát triển và mở rộng kinh doanh. Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh, người tuổi Dậu có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng trước khi ra quyết định, bản mệnh cũng vẫn cần phải thận trọng chứ đừng mạo hiểm quá mức. Bạch hổ hung tinh là điềm báo cho thấy con giáp này có nguy cơ vướng phải chuyện kiện tụng, lao tù nếu không cẩn thận trong giấy tờ làm ăn, mua bán hay hợp tác, điều này đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng trong mọi giao dịch và hợp đồng. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hết những tín hiệu báo động đang rung lên. Kỷ Dậu có thể bị lừa gạt mà vẫn chấp tay dâng tiền lên nó. Hãy luôn giữ tinh thần cảnh giác và tỉnh táo trong mọi quyết định. Bát Bạch nằm ở trung cung, theo phong thủy phi tinh trong tháng này, người tuổi Dậu nên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, tránh để đồ đạc ở vị trí giữa nhà. Điều này giúp mang lại sự thanh lọc và cân bằng năng lượng trong không gian sống. Theo luận giải mới nhất tử vi sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu năm 2024, tháng 4 âm lịch sẽ là thời điểm bùng nổ của những chú gà với nguyệt lệnh ở đất đế vượng. Con giáp này dễ dàng càng đạt được mục tiêu mình đề ra. Tuy nhiên, trong tháng này không tránh khỏi sự chọc phá của tiểu nhân. Khi mà Kỷ Dậu bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng lóa, may mắn với năng lực thực sự của mình, bản mệnh dễ dàng đập tan những âm mưu của kẻ xấu bụng. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp Kỷ Dậu chính là chìa khóa thành công. Kỷ Dậu không để mình dễ dàng bị đánh gục mà sẵn sàng chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Chính ấn cho thấy khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của bản mệnh khá tốt. Trong tháng 4 âm lịch quý nhân cũng sẽ ghé thăm. Nếu cần thiết thì hãy xin sự trợ giúp của họ để giảm bớt những trở ngại trước mắt. Để đạt được thành công, Kỷ Dậu cần tập trung làm việc và tránh để bản thân bị sao nhãng bởi những chuyện cá nhân. Muốn tăng hiệu quả công việc, chỉ có tập trung toàn bộ tâm trí trong khoảng thời gian làm việc mới cho Kỷ Dậu kết quả như ý. Luận giải tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Kỷ Dậu, phương diện tình cảm lý tưởng, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa bất ngờ. Đây là dịp tốt để người độc thân tìm cho mình đối tượng phù hợp. Nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của Kỷ Dậu đang quá cao, có thể hạ thấp một chút, cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên, không cần cưỡng cầu mà được. Theo dõi phi tinh tháng thấy, Nhất Bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh ngụ ở vị trí chính giữa ngôi nhà, phòng khách, phòng ngủ. Nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, con cái. Nhìn chung, tử vi sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu cho thấy rằng tháng 4 âm lịch này mang đến cơ hội lớn, sự quyết tâm và kiên trì sẽ giúp Kỷ Dậu vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu và gia đạo. Hãy tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực, thành công sẽ đến với Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Dậu 1969,
thần tài ưu ái, giàu lên nhanh chóng, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Quý cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn. Và lưu thông cô bác anh chị nhé, nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này, chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng, với sự phấn đấu và nỗ lực của mình đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan Minh Đường Tử Vi bản mệnh Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Luận giải tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu đem đến những thông tin hết sức đáng chú ý về sức khỏe, tài lộc và mối quan hệ. Đây là thời điểm lý tưởng để Kỷ Dậu tập trung vào việc cải thiện bản thân và phấn đấu về mặt kinh tế. Sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch được dự báo sẽ ổn định, tuy nhiên, đòi hỏi Kỷ Dậu phải tránh xa những phiền nhiễu trong cuộc sống, vấn đề chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý. Do đó, Kỷ Dậu cần theo đuổi một lối sống lành mạnh hơn, việc giảm thiểu sử dụng điện thoại và tập trung vào việc tập luyện hàng ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể đời sống tinh thần của Kỷ Dậu. Theo tử vi, ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ Kỷ Dậu trong việc thực hiện các mục tiêu sức khỏe, bao gồm cả việc trì cân nặng và các chỉ số cơ thể. Đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào hành động và thực hiện những mục tiêu của mình. Ngay cả khi Kỷ Dậu không có điều kiện ra ngoài do việc tập những bài tập đơn giản tại nhà cũng sẽ mang lại sự sảng khoái và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch được dự báo sẽ khởi sắc rõ rệt. Nhờ vào sự hỗ trợ từ tam hợp cục nhập mệnh, cơ hội thăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh. Đây là thời điểm thích hợp để người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, có thể tìm kiếm nguồn thu từ các nguồn khác. Người kinh doanh buôn bán cũng được dự báo sẽ có một tháng khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, tử vi cũng cảnh báo rằng sự xuất hiện của sao xấu Bạch Hổ có thể đem lại những rủi ro trong kinh doanh như tranh chấp, giấy tờ nhập nhằng hay hợp tác gặp người cháo trở. Do đó, Kỷ Dậu cần phải cẩn trọng và không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, tính toán và tính an toàn luôn là yếu tố quan trọng không bao giờ được coi thường. Ngoài ra, việc quản lý tài chính cũng là một điểm cần chú ý đối với tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch. Nếu Kỷ Dậu không tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân, hãy nhờ đến sự hỗ trợ từ người thân hoặc người đáng tin cậy. Việc tiết kiệm và tích lũy tiền bạc cũng rất quan trọng để đảm bảo tương lai tài chính của Kỷ Dậu. Trên con đường sự nghiệp, tháng 5 âm lịch sẽ không quá vất vả đối với người tuổi Kỷ Dậu. Dù khối lượng công việc tăng cao, áp lực và sức cạnh tranh tăng lên, nhưng nhờ vào kinh nghiệm và tâm thái ổn định, Kỷ Dậu có thể dễ dàng sắp xếp và xử lý mọi việc đâu ra đó. Vận trình sự nghiệp của Kỷ Dậu đang bước vào giai đoạn khởi sắc, tuy nhiên dấu hiệu này vẫn chưa rõ ràng và phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm và sự cố gắng của Kỷ Dậu. Nếu Kỷ Dậu đã có ý định kinh doanh hoặc khởi nghiệp, đừng do dự quá nhiều để không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Tử ở Kỷ Dậu báo hiệu điểm hung hiểm tiềm ẩn, do đó mưu sự đừng chủ quan, Kỷ Dậu cần cẩn trọng và kiên nhẫn. Đặc biệt là không nên đề xuất tăng lương vào thời điểm này, khi thành tích của Kỷ Dậu vẫn còn khá mờ nhạt. Trong công việc, tuổi Kỷ Dậu cần phải đề cao vai trò của tập thể hơn nữa và xác định đặt lợi ích chung lên trên tất cả, trong cái chung có cái riêng. Cả tập thể vững mạnh thì bản thân mỗi người cũng chẳng thua thiệt gì, hơn thế còn có lợi. Do đó, cần xông xáo hơn nữa, thấy việc là làm. Không phải đắn đo cân nhắc xem lợi ích sau này thuộc về ai, hãy làm bằng tất cả những gì mình có, phần còn lại hãy để số phận quyết định và đừng sân si quá. Đặc biệt là đối với những người vừa mới đi làm hoặc thay đổi công việc, càng cần phải xông xáo và lăn xả hơn nữa. Thời buổi người khôn của khó, có việc làm đã tốt rồi, đừng than phiền quá nhiều và trở nên suy nghĩ tiêu cực. Trên hành trình sự nghiệp của mình, người tuổi Kỷ Dậu cần phải luôn vững niềm tin vào bản thân và không ngừng rèn luyện kỹ năng, cũng như kiến thức để vượt qua mọi thách thức. Hãy tận dụng mọi cơ hội để phát triển bản thân và không ngừng học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Ngoài ra, trong tháng 5 âm lịch này tuổi Kỷ Dậu cũng cần phải chú trọng đến sức khỏe và tâm trạng của bản thân. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và tập trung vào việc duy trì sức khỏe tốt nhất có thể.
Sức khỏe tốt sẽ giúp Kỷ Dậu duy trì sự cân bằng và tập trung cao độ trong công việc. Trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống, bản mệnh Kỷ Dậu cũng cần phải tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đồng nghiệp và sếp trực tiếp để hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Theo các nhà tử vi, vận đào hoa của người tuổi Kỷ Dậu tháng 5 âm lịch đang trong giai đoạn vượng phát và không khó để tìm cho mình một người có thể yêu thương và sẻ chia cuộc sống. Đây chắc chắn là một tin vui đối với những người độc thân tuổi Kỷ Dậu và đồng thời cũng là cơ hội để mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới. Dù có thể vẫn còn những vết thương lòng khắc ghi từ quá khứ, nhưng thời gian sẽ làm lành điều đó. Chúng ta hãy mạnh dạn, chủ động nắm bắt cơ hội và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và tình yêu cũng không ngoại lệ. Đối với những cặp đôi đã ổn định, tử vi cũng dự báo rằng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Sau những biến cố và thử thách, tình yêu của Kỷ Dậu càng được củng cố và bền chặt. Ngoài ra, theo tử vi, trong tháng này nhất Bạch Đồng Cung ở hướng Tây Bắc để kích hoạt đào hoa và thúc vượng nhân duyên tốt lành. Người tuổi Kỷ Dậu nên đặt một lọ hoa tươi ở phương vị này. Điều này được cho là có tác dụng thu hút đào hoa rất tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm tình duyên. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hoa tươi sẽ chỉ có tác dụng tích cực khi nó vẫn tươi mới. Nếu hoa đã héo úa, nó có thể gây phản tác dụng và không mang lại hiệu quả như mong đợi. Do đó, người tuổi Kỷ Dậu nên chăm sóc hoa và thay mới chúng khi thấy dấu hiệu tàn phai. Như vậy, từ những dự báo của tử vi tuổi Kỷ Dậu tháng 5 âm lịch bản mệnh có thể thấy rằng vận trình tình cảm và duyên phận của Kỷ Dậu sẽ có những tiến triển tích cực trong tháng 5 âm lịch. Đây là một cơ hội để Kỷ Dậu mở rộng trái tim và tìm kiếm hạnh phúc mới. Đối với những cặp đôi đã ổn định, đây cũng là thời điểm để Kỷ Dậu tính chuyện hôn nhân đại sự. Hy vọng rằng tất cả mọi người tuổi Kỷ Dậu sẽ có một tháng 5 âm lịch tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Dậu 1969, thần tài ưu ái. Giàu lên nhanh chóng, đúng 3 tháng tới, từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Kỷ Dậu nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.